Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 13 tháng 3. Hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy rằng thị trường chạy khá là sát theo như kịch bản mà chúng ta mong chờ. Đó là đồng đô la Mỹ thật sự đã có cái quá trình retest trở lại cái khu vực 103, khu vực kháng cự 103 và tiếp tục có khả năng suy yếu. Mọi người có thể nhận thấy điều này khá là rõ trong cái biểu đồ H4 ngày hôm qua đúng không ạ? Trong bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua thì chúng ta đã từng đề cập rằng đó là cái ở khu vực 103 này á có thể sẽ được retest trong ngày hôm qua khi mà dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố. Thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Sau khi cái tin CPI của Hoa Kỳ công bố á, thì thật sự DXY đã retest đẩy trở lại vùng 103 và hiện tại thì đang forming một cái mẫu nến gọi là bearish engulfing và khả năng chỗ này thật sự là một cái tín hiệu cho phép đồng đô la Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục suy yếu theo cái xu hướng chung trong những cái ngày gần đây. Chúng ta nhận thấy hiện tại thì vẫn nếu như tính từ cái đỉnh ngày khoảng chừng giữa tháng 2 đến giờ á, thì chúng ta vẫn thật sự đang trong một cái xu hướng giảm giá của chỉ số DXY đúng không ạ? Và cái xu hướng giá xuống á, cái tốc độ giá xuống á, có vẻ như ngày còn càng rớt nhanh hơn. Lý do tại sao hôm qua dữ liệu lạm phát thì giá mạnh hơn so với lại dự đoán của thị trường. Chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? Người ta dự đoán là lạm phát tổng thể kỳ 12 tháng á, tức là kỳ tính theo năm á, thì giảm về 3,1% nhưng thực tế lên đến 3,2%. Và chúng ta còn nhớ cái trang dự báo Trading Economics ngày qua họ đã dự báo đúng không ạ? Và lạm phát lõi cũng có xu hướng chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? Vẫn tăng nhanh hơn so với cái dự đoán tăng 0,3% trong tháng vừa rồi nhưng thực tế tăng 0,4%. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Lạm phát về cơ bản thì tăng mạnh hơn đúng không ạ? Thế nhưng mà đồng đô la Mỹ chỉ, tức là cái quá trình lạm phát tăng mạnh hơn, dai dẳng hơn như vậy á, chỉ giúp cho đồng đô la Mỹ có cái quá trình retest mà thôi. Thì đó là tại vì chúng ta nhận thấy rằng nó dường như thị trường vẫn không thay đổi cái kỳ vọng về cái việc Fed cắt giảm lãi suất trong cái kỳ họp tháng 6 này đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy trước đó cái xác suất này cũng vẫn loanh quanh cái khu vực khoảng trên 50, trước đó khoảng 59, hôm qua giảm một chút về 58 đúng không ạ? Như vậy về cơ bản là họ chưa có thay đổi cái kỳ vọng của mình lên cái hành động của Fed, đó là vẫn sẽ có cái lần cắt giảm lãi suất vào cái kỳ họp tháng 6 này. Thành ra mà nói thì cái dữ liệu ngày hôm qua mặc dù rằng là khá là bất ngờ đúng không ạ? Yahoo Finance thì cũng có giật một cái tít bài, đó là chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh hơn so với cái dự đoán khi mà lạm phát tiếp tục có dai dẳng đúng không ạ? Hay là CNBC thì cũng đưa một cái thống kê, một cái bảng thống kê chi tiết về cái lạm phát trong cái tháng 2 và chúng ta nhận thấy rằng đó là gì? Có những cái nhóm tăng rất là mạnh, thí dụ như là nước ép hoa quả hay đồ uống tăng lên đến hơn 27%, hay là cái bảo hiểm ô tô đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy cũng tăng hơn 20%. Và nhìn vào bảng chi tiết của lạm phát được công bố theo Bộ Lao động Hoa Kỳ ngày hôm qua thì chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? Thực phẩm tăng 3,2%, năng lượng thì tăng, năng lượng thì sụt giảm đúng không ạ? Năng lượng thì có cái sự suy yếu, giảm 1,9% nhưng không phải là quá là lớn đúng không ạ? Và lạm phát lõi tức là tất cả các cái nhóm hàng hóa mà loại đi năng lượng và thực phẩm thì vẫn có cái xu hướng tăng mạnh hơn so với dự đoán. Chúng ta nhận thấy dự đoán là chỉ có 3,7% thôi nhưng thực tế là 3,8%. Chúng ta nhìn mà xem, ở đây là cái trên cái Trading Economics chúng ta nhận thấy đúng không ạ? Họ dự đoán ý, là sẽ quay về cái ngưỡng là đâu đó khoảng chừng là 3,7 đúng không ạ? 3,7 nhưng thực tế thì công bố ra lên đến 3,8. Tất cả các kinh tế gia tập trung cơ bản là khoảng 3,7 nhưng thực tế thì còn công bố là 3,8%. Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Về cơ bản thì lạm phát lõi vẫn đang có cái xu hướng giảm xuống đúng không ạ? Giảm xuống nhưng cái tốc độ thì không có đạt được như kỳ vọng của thị trường, tốc độ chậm hơn khá là nhiều so với thị trường. Ngày hôm qua kỳ vọng là về 3,7 nhưng thực tế là 3,8 và vẫn cao tương đối đáng kể so với cái mục tiêu của Fed đó là 2%. Thành ra mà nói thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Báo cáo ngày hôm qua thực ra cũng không hẳn hoàn toàn là hỗ trợ cho một đồng đô la Mỹ hoàn toàn bullish đúng không ạ? Mặc dù rằng là gì ạ? Cái tốc độ của lạm phát lõi thì có tăng nhanh hơn so với dự đoán nhưng về tổng thể thì nó vẫn đang trong một cái xu hướng đó là rớt xuống và đó cũng có thể là một cái lý do cho phép chúng ta kỳ vọng đồng đô la Mỹ sau khi retest thành công cái khu vực 103 này á có thể sẽ còn có tiếp tục có cái khả năng suy yếu xuống trong những cái ngày tới đây nha. Trong cái bối cảnh đó thì chúng ta nhận thấy các cái cặp tiền tệ chính, các đồng tiền G7 chạy rất là sát theo như kịch bản mà chúng ta mong chờ đúng không ạ? Là trên màn hình đó là biểu đồ H4 của cặp tiền EU. Sáng ngày hôm qua thì chúng ta đã từng kỳ vọng đó là EU có thể sẽ test trở lại cái khu vực 1.09 đúng không ạ? 1.09
và để lại tín hiệu nến mua lên, thì thật sự cái điều đó đã diễn tiến trong ngày hôm qua. Chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Bộ đôi cây nến pin 3 trên biểu đồ H4 đã xuất hiện tại đúng cái khu vực hỗ trợ và hiện tại thì giá đang tăng lên. Nhìn biểu đồ này á thì mình kỳ vọng EU sẽ còn tiếp tục đi lên trong cái phiên trading ngày hôm nay và có thể sẽ hướng đến cái vùng 1.0960. Mọi người có thể chuyển xuống time frame 15 phút để nhận thấy đúng không ạ? Ngày hôm qua khi tin ra giật rất là nhiều đúng không? Đạp xuống, rút chân, sau đó create một cái W formation và giá tăng trở lại. Tất nhiên là không có quá mạnh, nhưng chừng bấy cũng đủ để chúng ta nhận thấy rằng là tín hiệu mua lên khá là rõ ràng, đặc biệt là trên cái time frame H4 lúc này đúng không ạ? Một cái xu hướng tăng giá đúng không ạ? Rất là rõ ràng, một xu hướng tăng giá rất là rõ ràng và giá giảm về cái khu vực hợp lưu giữa cái đường trendline cũng như là cái khu vực hỗ trợ con số round number 1.09. Thành ra lúc này chúng ta có thể xem xét kích hoạt vị thế mua lên với mức dừng lỗ bên dưới cái khu vực 1.09 này nha. Đồng bảng Anh cũng tương tự như vậy, mọi người có thể nhận thấy rằng là giá ngày hôm qua đã giúp cho cái quá trình retest được tốt hơn đúng không ạ? Trước đó thì nó tăng khá là mạnh, nhưng cho đến ngày hôm qua thì dường như là nó đã test được trở về cái khu vực hỗ trợ đúng không ạ? Khu vực hỗ trợ 1.2780 như là chúng ta kỳ vọng trước đó. Đồng thời xuất hiện một cái bộ nến rất là bullish đúng không ạ? Hai cái cây nến long pin, hai cái cây nến với cái phần dầu nến rất là dài đúng không ạ? Thành ra mà nói thì chúng ta có thể xem đây như là một cái tín hiệu nến mua lên và hướng về cái vùng giá tiếp theo là 1.2860 này nha. Ba đồng tiền hàng hóa bao gồm có đô la Úc, đô la New Zealand cũng như là USD CAD thì về cơ bản chúng ta cũng vẫn sẽ tiếp tục kỳ vọng theo chiều hướng có thể sẽ còn tiếp tục đi lên. Trong cái bối cảnh đồng đô la Mỹ chúng ta kỳ vọng suy yếu, mọi người có thể nhận thấy rằng nó là gì ạ? Dường như là nó đã hoàn thành được cái quá trình retest. Chúng ta nhận thấy trên cái biểu đồ H1, chúng ta chuyển xuống time frame H1 sẽ nhận thấy hiện tượng chart thanh khoản hôm qua khá là rõ ràng đúng không ạ? Giá đạp qua cái đáy cái mức thấp của cái ngày hôm trước như là cái kịch bản mà chúng ta mong chờ trong bản tin sáng ngày hôm qua đúng không ạ? Sau đó thì để lại một phần dầu nến rất là rõ đúng không ạ? Thành ra mà nói thì vùng này cũng là vùng mà chúng ta xem xét kích hoạt cái vị thế mua lên đối với đô la Úc được, và cái mức dừng lỗ đương nhiên không thể quên được là chúng ta set up phía bên dưới vùng 0.6580 nha. Đô la New Zealand cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể xem xét kích hoạt cái vị thế mua lên với cái mức dừng lỗ phía bên dưới cái khu vực 0.6130. USD CAD thì tín hiệu bán xuống khá là rõ ràng, đặc biệt là trên cái time frame H4, mọi người có thể nhìn thấy cái điều này đúng không ạ? Giá ngày hôm qua thì quét qua cái khu vực kháng cự của biểu đồ H4 là vùng 1.35 đúng không ạ? 1.35. Sau đó thì forming cái cụm cây nến pin 3 rất là rõ ràng đúng không? Thành ra mà nói thì với USD CAD chúng ta có thể xem xét kích hoạt cái vị thế bán xuống với cái mức dừng lỗ phía bên trên đỉnh vùng 1.3520, 1.3530, 1.25326 này nha. USD CHF chúng ta nhận thấy rằng nó là gì? Hôm qua mặc dù là ít biến động hơn so với các cái cặp tiền tệ khác, nhưng về cơ bản có vẻ như quá trình đảo chiều của USD CHF đã thật sự được confirm. Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì? Có vẻ như là đường trendline tăng giá đã bị break out trong những cái ngày gần đây, đặc biệt là sau khi nó hình thành hai cái đỉnh sau không thể phá được cái đỉnh trước đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy và giá rớt xuống phía bên dưới đường trendline. Diễn biến những ngày gần đây giống như là cái quá trình retest lại cái đường trendline này trước khi mà có thể giảm sâu hơn nữa. Thành ra đối với USD CHF chúng ta cũng vẫn kích hoạt xem xét kích hoạt cái vị thế bán xuống với mức dừng lỗ bên trên cái khu vực đỉnh dầu nến H4 của cái phiên trading ngày hôm qua nha. Thị trường vàng thì sao? Mọi người có thể nhận thấy rằng là vàng đã thật sự có cái quá trình điều chỉnh như là chúng ta kỳ vọng trong các cái bản tin cập nhật gần đây đúng không ạ? Sau rất là nhiều ngày tăng giá thì vàng ngày hôm qua đã có cái sự điều chỉnh tương đối đáng kể, một cái mức giảm hơn 1%. Và theo như đánh giá cá nhân của mình thì có thể vàng sẽ có thêm những cái sự điều chỉnh, tại vì mức điều chỉnh như thế này á, là khá là ít đúng không ạ? Chúng ta sử dụng Fibonacci retracement đo, chúng ta nhận thấy thậm chí còn chưa rớt được về đến 23.6. Đồng thời cũng chưa có những cái tín hiệu mua lên nào đáng kể. Cho nên mà nói thì với thị trường vàng chúng ta vẫn có thể sẽ cần thêm những cái sự điều chỉnh sâu hơn nữa trước khi mà nó xuất hiện những cái tín hiệu nến mua lên. Ở đây có thể là một cái mẫu nến, thí dụ như là bullish engulfing, hoặc thậm chí những cái mẫu nến mạnh hơn, thí dụ như là W formation đúng không ạ? Có thể hình thành những cái mẫu hình biểu đồ, ví dụ như là hai đáy này chẳng hạn, tại các cái khu vực hỗ trợ, thí dụ Fibonacci 50% hoặc 38.2 chẳng hạn, thì đó sẽ là cái khu vực mà chúng ta có thể xem xét kích hoạt các cái vị thế mua lên đối với lại thị trường vàng này nha. Chỉ số chứng khoán S&P 500 thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng S&P 500 rất là mạnh theo sau cái dữ liệu lạm phát ngày hôm qua, mặc dù là lạm phát thì rất là mạnh,
nhưng kỳ vọng của thị trường về cái việc cắt giảm lãi suất thì vẫn gần như là không thay đổi. Và bấy nhiêu thôi cũng đủ đẩy cho cái chỉ số S&P 500 tiếp tục quay trở lại cái khu vực đỉnh cũ. Và chúng ta nhận thấy rằng là gì? Cái nhận định về cái khả năng cái mẫu nến bullish engulfing sẽ là một cái tín hiệu nến mua lên trong cái bản tin sáng ngày hôm qua thật sự đã trở thành hiện thực. Chúng ta nhận thấy là S&P 500 lại tiếp tục tăng rất là mạnh. Và theo như đánh giá cá nhân của mình thì hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục break out cái khu vực 5.250 điểm để tìm kiếm các cái khu vực mức giá cao hơn. Nhưng tuy nhiên lúc này thì không phải là lúc mà chúng ta tham gia mua đuổi nữa, mà nên chờ đợi cho một cái quá trình break out thật sự diễn ra, sau đó retest thì chúng ta mới tiếp tục tham gia vào cái vị thế của người mua nha. Có nghĩa là nó có thể sẽ phá vỡ cái khu vực 5.250 điểm này, sau đó lại retest trở lại, cho phép chúng ta tìm kiếm một cái cơ hội mua lên với mức dừng lỗ tốt hơn, thì chúng ta có thể sẽ xem xét tham gia mua đuổi. Tại vì chúng ta biết rằng là khi một thị trường mà phá vỡ cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó thì rất là khó để đặt ra cái target hay là cái mục tiêu giá sẽ vận chuyển, sẽ dịch chuyển đến cái trong những cái thời gian tiếp theo, đúng không ạ? Thành ra chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Thay vì mua đuổi với mức dừng lỗ phía bên dưới này thì nên chờ đợi break out và retest với cái mức dừng lỗ phía bên trên này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ điều chỉnh cái mức stop loss hợp lý hơn cho cái vị thế mua đối với các cái thị trường liên tục phá vỡ những cái đỉnh cao nhất mọi thời đại này.